Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong một chat cũng bởi vì chuyện nickname mà mở ra thảo luận. Một nửa người cảm thấy trong trò chơi tiên hiệp xuất hiện Lucifer Bơ đâu là quá không ổn Đội thành Lữ Động Tân Tôn Ngộ Không Thì tốt hơn một chút Một nửa khác cảm thấy như vậy mới nổi bật cá tính Mới có thú vị Đặt tên cũng không thiệt thòi gì Những người chơi nhiều biểu thị Là Open Best Star Thế lập tức online đăng ký Người hoàn thành nhiệm vụ Phiền não của Tiểu Hồ Yêu Người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Giải quyết phiền não của Tiểu Hồ Yêu Thu được 500 kinh nghiệm 50 tiền đồng thu được tin tức nhắc nhở, huynh đệ Linh thị hơi sững sờ. Đồ ăn không phải là thứ vừa được đưa lên núi sao, nhắc nhở nhiệm vụ thành công tới có chút chậm a. À. Ngược lại so với tưởng tượng, chắc do Globesta, ngoại trừ tuyên truyền còn có mục đích loại bỏ các lội bất đi. Hiển nhiên hai người bọn họ vừa tới liền gặp phải bức. Đụng phải là chuyện tốt, chỉ cần cắt bỏ vài đoạn trong video có thể khoe khoang một trận sau buổi cơm trưa lục trưởng môn bình dị gần gũi đích thân mang huynh đệ linh ra ở đan phòng vũ hóa môn dạo qua một vòng đan phòng khí cụ phòng và sách kỹ năng trên giá sách cửa hàng mua bán các loại đan dược công pháp đạo tàng kinh điển để thời kỳ tân thủ khai khiếu tìm hiểu một cái không có toàn bộ giới thiệu hết cho hai người một lần bởi vì không còn tiểu tỷ tỷ học uyên cũng không còn đại tỷ tỷ xà uyên nhân số xem livestream chợt giảm xuống huynh đệ linh gia cũng không ở lâu sau khi cáo từ lục bắc liền xuống núi theo đường núi hai người bọn họ vốn cũng không phải game thủ chuyên nghiệp chỉ dựa vào làm video kiếm tiền hôm nay thu hoạch tương đối khá đã phi thường hài lòng trước mắt vội vã trở về cắt nối biên tập ra video rồi lại làm video khác lục bắc cũng không giữ lại mục đích đã đạt được đưa mắt nhìn hai người xuôi theo đường núi đi xuống sau đó Huynh đệ Linh ra sau khi offline, thân hình nhóm một cái cũng không tan biến ngay tại chỗ mà tiếp tục xuôi theo đường núi phản hồi lang du huyện. Lục Bắc hiếp hai mắt lại, thu hết thảy vào trong mắt. Trước kia, thời điểm hắn làm người chơi, chỉ cảm thấy cái kiểu vẽ vời cho thêm chuyện này quá mức truy cầu chân thật. Hiện tại xem ra giống như đã có một cách nhìn khác. Đến tột cùng là cách nhìn gì, ẩn tình thế nào, hiện giờ Hắn nghĩ những thứ này đã hoàn toàn là lo bò trắng răng. Dứt khoát vứt ra đằng sau. Quay người trở về nội viện. Trên bàn đá, pha trà, mở ra diễn đàn của quản trị viên xem xét. Lúc này đã có rất nhiều tài khoản đăng ký tuyên truyền chụp ảnh màn hình. Các bài đăng post trang phục hở hang. Bởi vì người chơi club beta hoặc là tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là những áp chủ kèm theo số lượng fan theo dõi lớn, cho nên chưa xuất hiện người chơi chân chính suy nghĩ đa chiều vậy nên nội dung những bài post bây giờ cũng rất bình thường người qua đường không cách nào đăng ký tài khoản cho nên cũng chỉ có thể nhìn không thể lên tiếng cho dù có bài đăng lệch lạc cũng sẽ bị quản trị viên sửa chữa rất nhanh cái này làm cho lục bắc vô cùng bất đắc dĩ hắn với tư cách là một npc dịu loại chỉ có thể gia nhập diễn đàn nhưng không có cách nào để lại tin nhắn trên bài viết thật vất vả đã tìm được một trang post về bài vũ hóa môn. Lại bởi vì chỉ có thể xem không thể tưới, rất nhanh, liền không còn hứng thú. Nhưng không thể không nói, diễn đàn đích xác là một loại đồ tốt. Lục Bắc ở tầng phía xa Võ Chu, thông qua tình báo của những người chơi truyền tới, ngay cả phía bên cực Tây có tình huống gì, hắn cũng đều có thể dò xét một chút. Có tay tình báo bên trong này, hắn nhịn không được nhớ tới Hồ Tam, Đi rằng hắn không muốn gia nhập Huyền Âm Ty, nhưng chỉ cần giá cả phù hợp, hắn cũng không ngại tiếp tục buôn bán tình báo. Ồ, oh, bài post này rất thú vị. Yển Nhật Hợp han Tông ở bên cực Tây có một tên đệ tử gào thét khóc lớn, hô hào các nàng không phải người đã đeo từng bỏ trốn còn bị bắt trở về. Thực sự là rừng lớn chim gì cũng có, người chơi coi như xong, người một NPC vác theo đào thật thương thật tác chiến. Gặp lại chuyện tốt như vậy còn khóc đóc cái gì Nếu như đổi thành ta à không đúng Ta là tu sĩ đứng đắn đã tu luyện trả ma kinh tới viên mãn Ma nữ hợp hoan tông phịch ta mới không hâm mộ Nha yeah. Cửu châu coi như là một trò chơi tương đối có lương tâm Thời gian từ lâu Besta chỉ có 3 ngày 15 ngày sau sẽ chính thức Open Besta Không hề có lần thứ ba Open Besta lần thứ tư ô lần Open Besta, rồi một mực, mực kéo dài thời gian xe vào Open gì đó. Từ sau khi huynh đại linh gia offline cũng chưa từng trở lại vụ hóa môn, Lục Bắc cũng không tiếp tục tìm kiếm kéo người chơi khác vào hố. Đã không cần thiết. Hôm sau, quản trị viên đã ở trên diễn đàn ghim một cái video dài 3 phút tổng hợp những cảnh đẹp mà người chơi đã trải qua trong Club Best Star bỏ qua một chút phong cảnh và các loại hình ảnh nhân vật thì tuyệt đại đa số cảnh tượng đều trải rộng khắp các tân thủ thôn của cửu châu thế giới nơi sinh của người chơi đều ở tân thủ thôn riêng theo phần chức nghiệp chính mà mình yêu thích xác định chỉ cần không phải quá không hợp thói thường sẽ không hề khó khăn tìm được sơn môn tu tiên ở gần đó đương nhiên cũng có game thủ chuyên nghiệp lựa chọn hình thức độ khó cao hơn ngay từ đầu điền sinh ra ở các thành trấn trọng yếu của các quốc gia hoặc là cửa lớn đại phái sơn môn gần đó loại hình thức này muốn bái vào sơn môn cực kỳ khó khăn nhưng nếu một khi đã thành công tài nguyên tu hành sẽ vượt xa người chơi bình thường rất có sức hấp dẫn có bỏ ra điền có đáp lại với tư cách là người từng trải lục bắc rất rõ ràng độ khó và chỗ tác hại của hình thức này Tiến độ trưởng thành của giai đoạn đầu sẽ rất chậm chạp. Đại môn đại phái vô cùng coi trọng giáo dục đối với đệ tử, sư phụ cũng trông giữ rất nghiêm. Người chơi hầu như không có cách nào xuống núi, tương đương sẽ tiếp xúc với rất ít nhiệm vụ, tốc độ thăng cấp cũng vô cùng bất cập. Trở lại chuyện chính, trong video 3 phút được ghim trên trang chủ, admin thông qua lần Globesta này tạo ra video để tuyên truyền đặc biệt trong vụ hóa môn vào trong một trong những cảnh tượng của video giới thiệu lần này. Ngắn ngủi 6 giây trong cả video, màn ảnh một đường lướt đi. Đầu tiên là Hục Uyên đứng dưới cây quét lá chiếm được 2 giây. Sau đó là Xà Uyên đang dựa vào quầy hàng. Về mặt bà chủ ta đây hôm nay rất khó chịu chiếm được 2 giây. Cự Long bị dụ ra khỏi nước chiếm được 2 giây. Ờ, à, Lục Bắc, Ê, cũng tạm. Ở trong 2 giây quay con tự Long kia, có thể lờ mờ thấy được bên dưới góc trái còn có một thân ảnh câu cá màu trắng. Chỉ có thể nói, người biên tập cắt nối thực sự rất hiểu tâm tính người chơi, càng hiểu sở thích của quần chúng. Toàn bộ video rất trôi chảy, không có nửa phần lãng phí trên người không liên quan xuất hiện trên màn ảnh. Lục Bắc, khuôn mặt anh Tuấn như vậy, các người vậy mà không thu vào. Biên tập video cắt ghép là ai? Đêm nay trong bát cơm của ngươi một hạt cát cũng không có hắn giận tím mặt không thể nhịn được nữa hơn nửa đêm lần thứ hai muốn đẩy cảm xúc mặt trái đi phanh một bước đạp tung cửa phòng sát vách xà uyên nằm ở trong chăn trở mình hô hấp đều đặn nội tâm không chút dao động ngủ tiếp thậm chí còn lười mở miệng mắng lục bắc một câu hiệu quả cực kỳ kém thật buồn cười lục bắc đen mặt đóng cửa phòng lại trở lại phòng ngủ trưởng môn tiến vào chăn của sư tỷ cảm thụ một tia ấm áp cuối cùng ở trong tu tiên giới tàn khốc này. Càng nghĩ càng giận, hắn mở diễn đàn quản trị viên, tìm được bài post về đệ tử yểm nguyệt hợp hoan tông kia. Sau khi cười nhạo hồi lâu, tâm tình phiền muộn mới dần tốt lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày kéo lâu Besta kết thúc, Lục Bắc tiếp đón một nhóm hàng hóa đến từ Đại Thắng Quan, do Thương hội Chu Gia đưa tới. Huynh đệ Chu Gia thực sự có can đảm tin tưởng lời nói bậy của Lục Bắc, cho rằng hắn đã tìm được phương pháp luyện đan mới, đưa tới mười mấy túi càn khôn, bên trong chất đầy nguyên vật liệu cần thiết để luyện đan. Trừ những thứ bên ngoài này còn có một tờ hợp đồng đặt hàng của Đại Thắng Quan, mặt hàng bên trong là các loại đan dược sơ cấp như khải đinh đan, súc khí đan, mỗi loại 5.000 viên. Ngày hết hạn là 2 tháng sau người nhận được nhiệm vụ luyện chế đan thông tin nhiệm vụ đại thắng quan là nơi đóng quan quan trọng nhất ở chữ châu của hoàng cực tông đan dược cần thiết cho quan phủ khắp nơi chữ châu đều do đại thắng quan chịu trách nhiệm mỗi tháng đan dược được ra vào là một con số thiên văn nghe nói có người cố ý hợp tác cho ngươi một cái cơ hội thử nghiệm phải nắm thật tốt không nên làm hỏng đầu mối buôn bán nhiệm vụ chính tuyến đúng hạn hoàn thành đơn đặt hàng của đại thắng quan ban thưởng 200 vạn kinh nghiệm. Có tiếp nhận hay không? Chuyện cho tới bây giờ có nhận hay không đã không còn ý nghĩa. Lục Bắc đã đánh ra thanh danh ở diễn đàn quản trị viên đã không hoảng sợ chút nào. Xác định nhận nhiệm vụ. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Lục Bắc lập tức là được chức nghiệp phụ mới, nhiều thêm một hạng mục chức nghiệp phụ tăng thêm. Thương nhân, level 1, kinh nghiệm 0 trên 100. Hắn tính toán chút thời gian tự luyện chế đan dược cần có, lại so sánh với thời gian làm nhiệm vụ cần thiết, phát hiện không hề có lợi nhuận, thiếu máu. Cũng may vấn đề không lớn, người luyện đan không phải hắn. 15 ngày sau sẽ có một đám tân thủ xông tới cửa, gào khóc ôm bắp đùi hắn, kêu trời trách đất muốn làm trâu làm ngựa. Kiếm không ai trong vạn kinh nghiệm lại còn là tế thủy trường lưu, tức là sử dụng tiết kiệm lại dùng được lâu dài tại sao lại không chứ huynh đệ chu ra cùng nhặt tiền thiếu nhân tình của hắn người chơi thời kỳ tân thủ lại có kinh nghiệm đảm bảo trực tiếp hô to trưởng môn tao thượng đại thắng quan không mất lại có lợi nhuận liền nhớ kỹ chữ châu có vũ hóa môn có một trưởng môn lục bắc không cầu danh lợi chỉ cầu đền đáp quốc gia nghĩ vậy lục bắc liền khẽ lắc đầu ở nơi coi trọng vật chất như tu tiên giới này Người mang lòng vĩ đại như hắn đúng thực là không nhiều lắm. Nếu như thế, hắn nên kiêu ngạo mà làm mạnh. Mỗi loại đan dược 5.000 viên nếu như thiếu một viên, coi như hắn đáp ứng, người chơi cũng sẽ không đáp ứng. Mau chóng giao hàng để cho đại thắng quan thấy được thực lực của vũ hóa môn. Sau khi đạt được mục tiêu, mỗi loại đan dược về sau mỗi tháng sẽ là 5 vạn viên. Vừa nghĩ tới một tháng thu nhập 2.000 vạn kinh nghiệm, Lục bác trực tiếp cười rộ hàm răng trắng Khoanh chân ngồi dưới cây Cười tới mức chảy cả nước miếng ra ngoài liền cầm một con hồ đi nhỏ đi ngang qua cọ sát sạch sẽ Hè, Đi qua bên cạnh chơi bùn đi Đối với ba ngày từ Lobesta Lục Bắc hết thảy đều vô cùng hài lòng Duy chỉ có một chút chưa đủ Để cho hắn cảm giác sâu sắc đáng tiếc Cùng lúc huynh đệ Linh Gia gặp mặt Hắn với tư cách là nhân vật NPC chính diện phát hiện mình rõ ràng có thể ban phát cho người chơi nhiệm vụ lại thủy chung không tìm được cơ hội kích phát. Có thể là động cơ của mình không tinh khiết, cũng có thể là huynh đệ đinh gia cũng không có lòng cầu tiến. Lục Bắc Thâm nói hắn là thời cơ không thích hợp, không gặp phải đúng người, cũng có thể là do trận doanh. Cùng một loại các nhân tố liên quan tới độ hảo cảm, chờ lúc Open Besta, khi rất nhiều người chơi tiến vào nhất định có thể tìm được quy luật kích phát nhiệm vụ. Nghĩ vậy tâm tình của Lục Bắc thật tốt. Mượn hai đại lợi khí là tân thủ thôn cùng nhiệm vụ. Môn sinh của trưởng môn sẽ trải rộng khắp thiên hạ. Chỉ cần hắn khẽ vẫy tay sẽ có mấy vạn đệ tử ngoại môn vũ hóa môn tới tìm đến. Đến lúc đó còn không phải ngón tay nào đánh cái nào. Muốn làm gì liền làm cái gì. Lục Bắc cười hăng hắc dơ tay lau nước bọt trên miệng. Thuận tay lau vào phía sau đưng. Xào yên, Bốn mắt nhìn nhau, nàng liền tránh khỏi bàn tay heo đang lần mò. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn cái váy đã ô uế, lập tức trở về phòng thay đổi bộ khác, tiếp tục quay lại trong sân hoạt động gần cốt. Ra <laughs> dạ vẻ cái gì à? Ta còn chưa nói ghét bỏ đâu. Lục bắc bĩu môi, cánh tay này, mỗi lần cũng tự nói tự làm. Nếu không phải là niệm nó không có công lao cũng có khổ lao, hắn đã sớm băm vằm từ bỏ. Trong tiểu viện vang lên tiếng gõ cửa, Lục Bắc mơ hồ nghe được có tiếng người kêu cửa. Nghe khẩu âm rất nũng nịu, không giống người địa phương, trái ngược với thanh âm của một tiểu mỹ nữ 18-19 tuổi thanh xuân chính trực, trắng tinh như một bông tươi sen mới thoát tục. Tiểu sư thúc, mau mở cửa. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi ầm ý lanh đảnh, lượn quanh xà nhà không dừng. Chấn động lục bắc run rẩy một cái, vội vàng nắm một tiểu hồ đi để nó ở tiền viện đi nhìn xem. Cũng không phải lễ mừng năm mới, Tiểu hai tưởng nhai không hiểu chuyện như vậy, không biết gặp người phải hô đại ca ca sao. Tiểu hồ ly quay lại dẫn theo một tô nương mặc thường phục và đai lưng màu xanh. Là một tiểu mỹ nhân mắt hạnh mày điếu, môi hồng răng trắng, dưới khóe mắt còn đang điểm một nốt ruồi nhỏ. Mũi ngọc thanh tú xinh đẹp giống như gốm sứ ở trên khuôn mặt cộng thêm lưng mảnh chân dài, dáng người yểu điệu. Chỉ cần không qua vài năm nữa sẽ biến thành một tiểu mỹ nhân nhàn dặm mới tìm được. Hiện tại không được, vẫn còn ngây thơ, chưa tới mức mỹ nhân. Trên tay nàng cầm một thanh bảo kiếm, đầu tóc buộc gọn như một người nam tử. Đuôi ngựa thật dài rủ xuống phía sau, có chút thẳng, không ra thẳng. Nhìn qua liền thấy đây là một hiệp nữ mới vào giang hồ. Cô nương đảo mắt nhìn qua hồ ly, hồ đi tinh xà tinh tầm nhìn cuối cùng dừng ở trên người đục bắc nở một nụ cười như hoa đôi mắt hít thành hình trăng lưỡi điểm nói tiểu sư thúc ta tới thăm ngươi tiểu sư thúc lục bắc sờ cằm à, cô nương lục mỗ có thể có sư đẹp à, nhu thuận hiểu chuyện như ngươi dĩ nhân vô cùng cam tâm tình nguyện à, nhưng mà ngươi là ai a à, cô nương ngượng ngùng cười nắm tay ho nhẹ một tiếng trịnh trọng tự giới thiệu Lăng tiêu kiếm tông Vệ dự Ân sư bạch cầm À thì ra là môn sinh đắc ý của bạch sư tỷ Tại sao cũng nói sớm Nhanh nhanh tới để cho sư thúc nhìn xem Lục bắc lập tức tỉnh táo lại tinh thần Kéo vệ dự đại khoa trương một trầu Trực tiếp khoe tiểu cô nương hai chân bồng lên Chỉ biết nhếch miệng cười ngây ngô Rất nhanh sắp không biết mình họ gì nữa Xào yên những mày Giờ vào sự hiểu biết của nàng với lục bắc gia hỏa này trong miệng sẽ không nói cái gì không hữu ích, kể cả tìm người tới hỗ trợ cũng không quên tổn hại một hai câu. đột nhiên khen một trái hậu bối tới đen tận trời. có vấn đề, nhất định có vấn đề. lục bắc có khách, người ngoài như nàng theo lý phải tránh đi, nhưng từ sự hiếu kỳ với thân thế che giấu của lục bắc, nàng giả vờ ở trong nội viện tản bộ dựng tai nghe trộm. à sư đệ ăn cơm chưa? có đói bụng không? tới bằng cách nào? là ngồi xe hay ngồi kiếm? Ta không đói bụng là đi đường tới Lục Bắc vô cùng nhiệt tình Vệ dư cũng thẳng thắn như người trong nhà không hề khách khí Nói thẳng Tiểu sư thúc lần này xuống núi là sư phụ bảo ta tới Hả làm phiền bạch sư tỷ quan tâm Nàng có giao phó cái gì sao Sư phụ nói kiếm phụ dị động Lo lắng an toàn của ngươi Đặc biệt để cho ta qua đây nhìn xem tình huống thế nào Vệ dư cau mày Lấy một lọ tam chuyển bồi nguyên đan Sư phụ để cho ta chuyển giao lọ tam chuyển bồi nguyên đan này cho ngươi Còn nói để cho sư thúc chú ý an toàn Đừng có lại trêu chọc đối thủ lợi hại Những cây khác có lẽ không còn giao phó gì nữa rồi Ê sư tỷ hiện tại thế nào Nàng bởi vì ta mà bị cấm túc Ba năm không được xuống núi Ở lăng tiêu kiếm tông vẫn còn tốt đó chứ Rất tốt Mỗi ngày đều vẽ tranh Vẽ tranh cũng có cảm ngộ Còn đột phá cảnh giới nữa cơ Hồ vậy thì tốt rồi Lục Bắc thổn thức một tiếng, cầm thật chặt lọ tam chuyển bồi nguyên đan. Thật vất vả đặt vào bão cảnh đan. Bạch cầm bên đó lại có tính tiếng tiến. Thời gian ăn cơm chùa chẳng biết lúc nào mới hết đây. Làm tiểu bạch kiểm cũng quá khó khăn rồi. Sao yên, khóe miệng nàng hơi cong đen, trong đầu nhảy ra một cái ý nghĩ. Nếu như nàng nghĩ không sai, thì nàng cảm thấy mình khả năng đã túm được chỗ hiểm của lục bắc. Tiểu sư thúc Mấy vị này là ai Vệ dư nhìn đám hồ ly đầy đất Còn chó xà uyên đang ở một bên nghe nén. Trước khi đến Bạch Trầm đã từng nói qua Tam thanh phong vũ hóa môn Chỉ có lục bắc lẻ lo hưu quạnh Thực sự cũng giống như Không phải là như thế Không chỉ có tiểu mỹ nữ lớn nhỏ Còn chó hồ đi tinh chuyển nhà tới ở Rất không hợp thói thường À đây là học uyên Người tam thanh phong Trước khi hóa hình bị tam mang vào sơn môn là nhị đại đệ tử của vũ hóa môn à, còn lại mấy cái kia là muội muội của nàng chờ sau khi biến hóa lại cùng nhau nhận vào sơn môn lục bắc giới thiệu liền xong xảo uyên như vậy đen xong tiểu sư thúc còn có một vị tỷ tỷ thì sao vệ dư nhỏ giọng nhắc nhở à, nàng à? à nàng là xảo uyên là một yêu tu xảo uyên cười đến gần trong tiếng kinh hô của vệ dư cùng học uyên thân hình như thủy xà dán lên người lục bắc còn giơ tay nắm lấy cánh tay lục bắc mặt cũng hơi phiếm hồng e lệ nói ta và tiểu sư thúc của ngươi còn có ước hẹn sống chết hôn kỳ dù chưa định ra cũng đã sớm nói hắn xấu hổ nói với người khác kính xin sư điệt lúc trở về núi bẩm báo chuyện này cho bạch này giờ gần chưa tối đừng có làm loạn lục bắc hít sâu một hơi vội vàng che miệng xào uyên vừa đẩy nàng về phía phòng của nàng vừa há to mồm giải thích với vệ dư À, nàng khoảng thời gian trước bị trọng thương Đầu óc có chút không ổn định Thường xuyên ăn nói bậy bạ Đánh một trận lên khỏi Người đừng tin tưởng Đẩy xã uyên vào trong phòng Lục bắc nổi giận đùng đùng trừng mắt với nàng đè thấp âm thanh xuống Người làm cái gì đấy Tuổi tác bao nhiêu Tội gì chỉ vì nghĩ không thông Mà tự nhục nhã chính mình Người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu tự mình nhìn xem Người thô kệch như lục bỗ Có thể xứng với người sao Xảo uyên hai tay ôm vai Thổi thổi móng tay của mình Sau đó che miệng hắn Đừng nói nhảm Kêu tiếng xa tỉ nghe coi. Cái gì? Ngươi đang uy hiếp ta? Làm sao ta dám? Nhưng nếu như ngươi không muốn gọi, ta có thể kêu lên đấy. sao Uyên cười lạnh một tiếng. Ta đổ óc hư mất, há miệng chính là da quần áo không đủ che thân bên bờ hồ, bị một thứ tên là lục bắc sờ tới sờ lui. Xa tỉ! Lục bắc cúi đầu xuống nhìn tiểu kim lân xa trên tay của xa Uyên nói. Ngươi nhìn gì đó? Sao yên giơ tay lên dùng đầu ngón tay khẽ nhấc cây cằm của lục bắc thò đầu tới gần trên mặt hắn thổi một làn gió thơm quyến rũ nói ngươi gọi nhầm nhìn tì tì lại kêu một tiếng người đã trúng độc sau khi phán định khấu trừ chỉ số phòng ngự và miễn độc trị số sinh mệnh không thay đổi khóe miệng lục bắc giật giật nhìn qua dung nhan kiều mị gần trong gang tức trong đầu cân nhắc khả năng giết người giật khẩu nhanh lên lục bắc lý nhí Nói to đen chút Người đàn ông lớn như vậy Chưa ăn cơm sao Xà dạ tỉ thì... Tốt 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 Xào Yên hít một hơi sâu nắm thật chặt bờ vai lục bắc Trên mặt lộ vẻ ửng hồng Thân thể mềm mại run dày Chỉ cảm thấy uất nhẹn vào oán khí trong người Bỗng nhiên quét sạch Cuối cùng đã lấy lại được cảm giác thỏa mãn trước đó chưa từng có Lần nữa có được sự tự tin Như khi lần đầu tiên đối mặt với lục bắc Nàng chỉ cảm thấy trời càng xanh hơn, nước càng trong hơn, ngay cả lục bắc thoạt nhìn cũng khá là mi thanh mục tú. Ta thoải mái rồi, người đi đi. Sao yên từ trong dư vị tỉnh lại, trên mặt đầy vẻ kiều mị nói. Người yên tâm, sự tình ngươi ưa thích sư tỷ nhà mình, ta sẽ coi như không biết. Kính xin về sau, nâng cao đôi chân quý của mình, đừng có nửa đêm đạp cửa phòng ta. Nói cách khác, ta liệu mạng không cần danh tiết, cũng phải đi lăng tiêu kiếm tông tìm được bạch sư tỷ của ngươi để cho nàng chủ trì công bằng cho hai từ trong bụng ta ta khảo trừ đến như vậy lục bắc há mồm hắn đã gặp qua người hung ác nhưng chưa thấy ai là quái ác như vậy là người ép ta đấy Xã uyên oán hận lên tiếng đầu ngón tay lại vướt qua trên cằm lục bắc lại nói ta cũng thực là hiếu kỳ vì bạch sư tỷ kia phải chăng đẹp tới mức có thể so với tiên tử trên trời Người không sợ gì như ngươi lại có thể sợ nàng nghe một chút lời đồn nhàm chán của mình mà chịu thua với ta. có liên quan gì với ngươi? Lục Bắc bĩu môi, đẩy tay xà uyên ra, quay người đi ra bên ngoài. Việc đời chỉ cần có lần thứ nhất thì sẽ có lần sau, không còn như vậy nữa. Chỉ không có lần nào, cùng vô số lần. Hôm nay bối phận xà di giảm thành xà tỷ, về sau gọi xà di ý vị cũng không còn như trước nữa rồi. Đau xót nhất là xà di làm cho tâm tình của hắn vô cùng không xong. Nhìn qua bóng lưng của lục bắc rời đi, vui vẻ trên mặt xà uyên dần nhạt đi. Một lát sau hư lạnh một tiếng. <laughs> Có gì đặc biệt hơn người? Chẳng phải cũng là một lão bà thôi sao? Trên bàn cơm xà uyên híp mắt ăn rau răm. Tâm tình thật tốt, nhìn qua cả người bỗng trở nên đẹp đẽ hơn rất là nhiều đối ngược với vẻ sáng rực rỡ này là lục bắc ủ rũ ngồi bên cạnh cả người giống như đang sống sờ sờ bị rút mất linh hồn vậy bóng đưng cũng mờ đi không ít hậu uyên thì không hiểu những thứ này vẫn đang ăn rất vui vẻ vệ dư bưng chén nhỏ lên mượn cơ hội này điếc trộm xà uyên vẻ diễm lệ sáng người lúc nãy của xà uyên hầu như quét sạch suy sụp lúc trước mặc dù còn có thể nhìn ra trên người có chút bệnh nhẹ nhưng so với tinh thần uể oải không phấn chấn lúc trước thì giờ đã tốt hơn rất nhiều vấn đề điền đến tiểu sư thúc đã làm cái gì với nàng rõ ràng ngắn ngủi mấy câu công phu liền để cho một nữ nhân mặt mũi tỏa sáng giống như đã lần nữa đạt được tân sinh vậy chẳng lẽ đây là tình yêu trong truyền thuyết nhưng tình yêu không phải là song phương cùng tiến sao vì sao tiểu sư thúc lại biến thành uể oải không phấn chấn rồi hả vệ sư càng nghĩ càng hiếu kỳ không dám tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Suy nghĩ sau khi về nhà, phải hỏi mẫu thân Chu Nhan một chút. Nàng kiến thức rộng rãi khẳng định biết rõ đáp án. Tập trung ăn cơm, đừng nhìn loạn khắp nơi nữa. Người tuổi còn nhỏ làm sao giống như sư phụ của người bát. Lục Bắc nói đến một nửa liền im lặng, không muốn ở trước mặt xà uyên đề cập bạch cầm. Dơ tay gắp lên cái chân nhống đặt trong bát vệ dư nói. Ăn nhiều thì chút, tuổi con trẻ chỉ ăn rau, hoa quả, là không được. Hậu Uyên nhìn chân nhỗng trong bát vệ dư, lại nhìn rau cỏ trong bát của chính mình. Cọng đông ngóc trên đỉnh đầu lập tức hơi rủ xuống. Nàng cả buổi không hề động đũa, rõ ràng đang chờ trưởng môn gắp chân nhỗng cho mình. Cảm ơn tiểu sư thúc, nhưng... Vệ dư dơ trước đũa chọc chọc vào chân nhỗng trong bát xoắn suýt. Ăn quá nhiều thịt sẽ béo, béo liền khó coi. Đó là người khác. Lục băng cười nhạo một tiếng để cho vệ dư nhanh chóng động đũa. Cô nương giống như ngươi, không có chút da thịt sẽ không thể hiện được vẻ đẹp. Ăn nhiều chút mới không bị bệnh. Vệ dư nháy mắt mấy cái, cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Lại nói ngươi gọi vệ dư, đại sư huynh, đại sư huynh của ta cũng chính là đại sư bá đâm rũ của ngươi. Hắn không phải rất thích ngươi sao? Lục Bắc vừa cười vừa nói. Tiểu sư thúc làm sao biết Vệ sư hiếu kỳ Đại sư bá là người rất tốt Không hề có ra vẻ bề trên gì cả Lúc vui còn tới chỉ điểm chúng ta tu hành Chỉ là mỗi lần trốn đi chơi Lại không hề dẫn ta đi cùng Nhất định là như vậy rồi Cùng lão câu cá giảng huyền học Người gọi là làm mồi cho cá Dẫn người đi bờ sông Đây không phải là tự biến thành không quân sao Lục Bắc gật đầu Cũng không nói thẳng ra nguyên nhân Mà tiếp tục kể nói ra có khả năng ngươi không tin ta và ngươi không chỉ có quan hệ sư thúc sư điệt phụ thân ngươi vệ mộng là đại biểu ca của ta ngươi có lẽ phải gọi ta một tiếng biểu thúc ta biết rồi lúc đến phụ thân đã nói cho ta biết vệ sư nghi ngờ không thôi tiểu sư thúc hai ta thành thân thích lúc nào ta trước kia làm sao không biết hỏi phụ thân y cũng không nói ngươi nói một chút cho ta xem khó nói không thể nói được à, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tam thanh phong là địa bàn của tiểu sư thúc không có nhiều quy củ như lăng tiêu kiếm tông ngươi chính là lật ngược nóc nhà cũng sẽ có cha ngươi bỏ tiền thanh toán vậy không phải là tiền bồi thường đi Vậy sư trợn mắt một cái đột nhiên nghĩ tới cái gì tiểu sư thúc thật ra lần này ta tới còn có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ ờ cái gì lúc sư phụ lệnh ta xuống núi dò xét an nguy của ngươi khi ta tới đại thắng quan phụ thân nói người ở cửu trúc sơn mẫu thân bảo ta ở lại trong nhà qua vài ngày nữa chính là vài ngày đó ta nhận được ám hiệu của thiết kiếm minh nói hồng lăng huyện có bí cảnh hiện thế phàm đệ tử trúc cơ kỳ là có thể đi tìm kiếm cơ duyên cha để cho ta cho chút lục bắc giơ tay lên hô ngừng trái tim hồi hộp một tiếng sắc mặt cổ quái thiết kiếm minh cùng lăng tiêu kiếm tông chúng ta có quan hệ gì người từ từ nói rõ ràng một chút Tiểu sư thúc chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt Lăng tiêu kiếm tông là một thành viên của thiết kiếm minh Tiểu sư thúc ngươi không biết sao Ánh mắt vệ sư cười thành hình trăng lưỡi liềm Đừng nhìn lục bắc bối phận cao Nhưng luận tu vi Nàng cái sư điệt tổng chất nữ này Sớm đã là trúc cơ kỳ rồi Luận tầm mắt càng là không thể so với nàng Lần này cùng tiểu sư thúc đi thăm dò bí cảnh cơ duyên Nàng đại triển uy phong cứu giúp hắn hai lần Biểu cảm của Tiểu Sư Thúc nhất định sẽ rất thú vị. Lăng Tiểu Kiếm Tông là thành viên của Thiết Kiếm Minh, của cần mẹ nó. Nghĩ đến Hồ Tam đã đi kinh thành, lại nghĩ tình báo chính miệng mình lộ ra, khóe mắt lục bắc như muốn rút ra, giơ tay đập một cái tát trên mặt của mình. Ban đầu còn tưởng rằng Lăng Tiêu Kiếm Tông không chống được tới phiên bản 3.0 là do anh dũng hy sinh ở bản quốc chiến 2.0. Không ngờ phiên bản 1.0 đã trở thành phản tạc bị vây quét Sớm nói mọi người là người một nhà Thì lúc hắn càng quét thanh càn di tích Hắn điền Ồ oh, vừa nói như vậy Triệu Hạ Dương chẳng phải là chết rất oan sao Lục Bắc lắc đầu Xua tán suy nghĩ lung tung trong đầu Quan tâm quá sẽ loạn. Vừa nãy là hắn suy nghĩ nhiều Thiết kiếm minh là liên minh kiếm tu Cũng không phải hạ định sư thừa môn phái Có thể gia nhập vào trong Có thể lui Phiên bản 3.0 Võ chu cảnh nội cũng có không ít môn phái kiếm tu Bọn họ chính là minh chứng tốt nhất Chỉ cần lăng tiêu kiếm tông trước thời gian rời khỏi thiết kiếm minh Thì tới phiên bản 1.0 khân không, không cần lo lắng nữa Có khi còn có thể làm người dẫn đường Dẫn hoàng cực tông công hãm bất lão sơn thiên kiếm phong Nhận được thanh danh tốt là bỏ gian tà theo chính nghĩa Quy mô một bước nữa tăng cao Thật tuyệt Như vậy là thỏa đáng rồi Lục Bắc chậm rãi gật đầu, ức khí trước ngực tàn ra, không một chút hoảng sợ nào nữa. Lăng tiêu kiếm tông của chúng ta nhất định phải là thành viên thiết kiếm minh nhà. Tiểu sư thúc ngươi nhập môn muộn, không biết tới nguồn gốc của lăng tiêu kiếm tông chúng ta. Vệ dư nhô bụng bộ ngực nhỏ lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Trước lúc có võ chu thành lập đất nước, có một người kiếm tu là kỳ tài, khí linh kinh đi ra từ đại hoang. Trên người mặc một chiếc áo mỏng, cầm theo một thanh sắt thường đánh bại toàn bộ kiếm hào trên thiên hạ. 300 năm tung hoành vô địch, từ đó về sau ngồi trên bất láo sơn, dung nạp trăm sông về một biển, dung luyện ra bất hủ kiếm ý, biến thành thiết kiếm tùy ý thân thành kiếm phong, trước khi đắc đạo phi thăng sáng tạo ra thiết kiếm tông uy danh hiển hách. Sau khi võ chu lập quốc, vô số kiếm tu mộ danh mà đến, thiết kiếm tông cũng rộng rãi mở cửa, cho phép các kiếm tu vào nhà thiết kiếm phong quan sát bất hủ kiếm ý từ đó về sau môn phái kiếm tu các nơi cảm giác sâu sắc ân tình của thiên kiếm tông mới có thiết kiến minh hôm nay nghe thật lợi hại nhưng cái này có liên quan với lăng tiêu kiếm tông gì lục bắc nhạt nhẽo cửa một trái giơ tay lau mồ hôi tuôn ra trên trán bất hủ kiếm ý thiên hạ vô song ngoại trừ khí linh kinh ra thì ngàn năm qua không ai có thể hoàn toàn hiểu thống dù cho chín vị đệ tử chân truyền của người đó cũng chỉ có thể chia bất hủ kiếm ý ra làm chín đạo, riêng phần mình mỗi người tu một đạo. Vệ dư hất cầm, trưởng môn đời thứ nhất phụ kiếm lão nhân của lăng tiêu kiếm tông chúng ta cũng chính là sư tôn đại nhân của nhâm trưởng môn bây giờ, chính là một trong đơn truyền chín nhánh của thiên kiếm tông. Lão nhân ra bởi vì tìm kiếm duyên cơ đột phá, một mình một kiếm đến Nhạc Châu sáng lập lăng tiêu kiếm tông theo đạo lý này trưởng môn chúng ta có thể tính là một trong chín kiếm của thiên kiếm tông địa vị của lăng tiêu kiếm tông trong thiết kiếm minh xa xa không phải những môn phái kiếm tu có thể so sánh lục bắc đã hiểu người khác đều có cơ hội tẩy trắng nhưng lăng tiêu kiếm tông một chút cơ hội cũng không có lục bắc đau đầu vuốt huyệt thái dương hắn cố hết sức vùng vẫy vệ dư sống chết không thuận theo một mực chắc chắn lăng tiêu kiếm tông nhất định sẽ bị diệt môn hơn nữa đã thành công thuyết phục hắn còn có sư phó tiện nhi mạc bất tu theo ý tứ trong thư tín nếu không vì sinh ra mờ mịt sau đó nhập ma mà tu vi giảm thiểu thì chức trưởng môn lăng tiêu kiếm tông hẳn là của lão một trong chín kiếm bất hủ cũng là lão lại truyền thừa kẻ phía sau chọc ta một đạo vậy mà lại là ta lục bắc há mồm như này còn chơi cái rắm Hắn đích thân cầm đau Đại sư huynh cùng sư tỷ chết chắc rồi Không chỉ vậy còn một mẻ hốt gọn Một nhà đại biểu ca cũng chết chắc Đúng rồi tiểu sư thúc Cái này cho ngươi Vệ dư nhận lấy một cái thiết bài Đặt trong tay lục bắc Nhiệt độ vẫn còn nóng hầm hập Đây là cái quái gì Quá dọn người rồi Nhanh cầm đi Lệnh bài thiết kiếm Sư phụ để cho ta đưa cho ngươi Thiết kiếm minh ngươi cũng có phần nàng đã lén đúp giúp giúp ngươi đăng ký tên rồi Ở tiểu sư thúc sao ngươi không nói chuyện người ta đang suy nghĩ sao vừa nãy không đưa cho ta ha <laughs> ha ta một mực để trong ngực quên lấy ra tín vật thiết kiếm minh lục bắc run rẩy nắm lấy lệnh bài trong tay nghe vệ dư giải thích một phen mới biết lệnh bài thiết kiếm minh cũng không phải rất phổ thông cái này dùng để biểu thị địa vị bên trong thiết kiếm minh không hề dễ có. Trừ đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, còn lại môn nhân kiếm phái gia nhập liên minh muốn lấy được lệnh bài thiết kiếm nhất định phải làm được công hiến cực lớn đối với thiết kiếm minh mới nhận được lệnh bài này. Theo lời nói của người chơi, cái này chính là danh vọng cùng độ cống hiến. Chỗ này phải nói thêm một chút, danh vọng của Lục Bắc ở một hệ cửu trúc sơn vốn là số âm. Nhưng sau hai lần làm sinh ý Linh Trúc khá khả quan, danh vọng đã lập tức tạo lập lại trật tự mới bay lên như diều gặp gió bây giờ đã gần bằng với hoàng quán triệu thiên nhi dương phù liễu từng là đệ nhất cao thủ cửu trúc sơn cũng sắp bị hắn vượt qua rồi hoàng quán là minh chủ của cửu trúc cửu phong bận trước bận sau là vì cái gì danh vọng cao nhất cũng là tự nhiên triệu thiên nhi sắc nước hương trời nam tu sĩ cửu trúc sơn phần lớn sinh ra ái mộ với nàng là nữ tu có danh vọng cao nhất Lục Bắc có thể chen lấn dưới chân Dương Phủ Liễu đứng hàng thứ ba, tuyệt đối khẳng định là đối với mị lực của tiền tài. Lần này, tiền tài chiến thắng nắm đấm, nhưng hơi thua sắc đẹp. Lại nói về lệnh bài thiết kiếm, Lăng Tiêu Kiếm Tông với tư cách là chi nhánh của Thiên Kiếm Tông, địa vị xa xa cao hơn những môn phái kiếm tu khác gia nhập liên minh. Đái ngộ bên trong cũng giống như đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông vậy. Lục Bắc ngay cả cửa lớn của lăng tiêu kiếm tông dài rộng kiểu gì cũng không biết. Lại có thể cứ như vậy mà thu được một khối đạch bài thiết kiếm. Hiện nhiên không phải công lao của đại sư huynh cùng sư tỷ. Chủ mưu phía sau hẳn là trưởng viện chấp pháp viện. Lữ bất vọng đi. Vì để cho đệ tử của tiểu sư đệ có thể trở về núi. Vì để phá vỡ ngăn cản trùng trùng điệp điệp của trưởng môn. Trưởng môn phu nhân thật là đã dụng tâm. Cho nên cái này cũng không chỉ là một khối đạch bài còn bao hàm 80 tập nội dung cốt truyện cấp hoàng kim. 20 tập trước là cuộc tình tay ba, 60 tập sau là phu nhân tâm hướng bên ngoài, đưa nửa người khuê nữ ra phía ngoài. Thân nhi tử vốn là đồ ngốc, trưởng môn một bàn tay vỗ không đến tiếng, bị phản quân bao vây khắp nơi. Trưởng môn, ngươi phải đứng lên vùng dậy đi chứ. Tay cầm lệnh bài thiết kiếm nặng như thái sơn, lục bác suýt nữa khóc không thành tiếng, trong lòng trưởng ủy bới trưởng môn lâm bất yển một trận nếu không phải lão không kìm được lão bà của mình một người trung quân ái quốc người gặp người thích như lục mỗ sao lại trở thành hạch tâm của phản tặc được chứ tiểu sư thúc ta biết ngươi nhận được lệnh bài này sẽ rất cảm động nhưng cái này vệ dư liếc mắt nhìn lệnh bài thiết kiếm trên mặt tràn đầy hâm mộ tiểu sư thúc nếu ngươi cảm thấy lạnh ta sẽ không chê giúp ngươi làm ấm lại làm sao ngươi không có lệnh bài Lục Bắc thở dài một tiếng, đứa nhỏ này thực sự không có nhãn lực gì cả. Hắn không phải sợ lạnh, rõ ràng là sợ phòng tay. Không có, chỉ trong tam đại đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Tông mới có. Nếu ta muốn có, phải chờ toàn bộ các ngươi chết hết mới được. Vệ Dư chi tiết nói. Ha, ngươi đúng là một hài tử hiếu thuận. Lục Bắc bĩu môi, ném lệnh bài thiết kiếm lên không trung. Vệ Dư về một tái nhảy lên ở trên không trung tiếp được vui thích lạnh nhét vào trong ngực. Ăn một bữa cơm có vị như là sát nến, lục bắc chăm bè ngổn ngang, không hiểu toàn bộ tính toán trước nay của mình, cuối cùng là vì cái gì. Lời tuy như thế, nhưng sự chiếu cố của sư tỷ Bạch Cầm đối với hắn lại có thừa. Đại sư Huynh Lâm Dũ rộng rãi độ lượng, những người khác của Lăng Tiêu Kiếm Tông hắn chưa thấy qua, không biết tới. Có thể mặc kệ không liên quan, nhưng hai người này nhất định phải nghĩ biện pháp cứu làm sao cứu cứu thế nào? Lục Bác tạm thời không có đầu mối. Cái này hắn thật ra cũng không nắm chắc. Quỷ mới biết Lăng Tiêu Kiếm Tông cùng Dư Nhiệt Thanh Càn liên lụy sâu bao nhiêu. Trường môn là không hiểu rõ tình hình, hay thậm chí còn là một trong những độc thủ song hàn. sư tỷ cùng đại sư huynh Phải Trăng đã từng thiết kế hãm Long trận. Phải Trăng là tiên phong của Dư nghiệt Thanh Càn. Lục Bác trầm ngâm một lát phát hiện ra cái vấn đề này rất lớn hắn có chút lo lắng cũng vô dụng không bằng chờ hồ tam trở về tìm y thương lợi một chút bán mấy cái tình báo thăm dò một chút ý tứ bên phía huyền âm ti hướng mặt tốt nhĩ chỉ cần bạch cầm không phải huyết mạch vương thất thanh càn lưu lạc bên ngoài ví dụ như công chúa gì đó hắn lấy tình báo trao đổi một mạng của nàng chắc không khó lục bắc cảm thấy đại định nhìn vẻ mặt vui mừng còn dính cả cơm của vệ dư nói sư đệ người vừa mới nói nhận được ám hiệu của thiết kiếm minh hồng lăng huyện có bí cảnh hiện thế tình huống cụ thể là như thế nào ừ, là như thế này vệ dư ngẩng đầu hạt cơm bên miệng là biến mất trở lại mấy tháng trước thiết kiếm minh chúng ta ở hồng lăng Nguyện phát hiện ra dấu vết bí cảnh hoàng cực tông nghe đến há miệng muốn hội đồng đồng thuyền ngậm miệng là nhật nguyệt đồng huy Dơ cao lá cờ muốn đuổi chúng ta đi để tiếp nhận bí cảnh, kiếm tu chúng ta tính tình như thế nào, khẳng định là không bằng lòng. Mấy vị sư huynh dẫn đầu không nói hai lời, một kiếm ngang trời gọi người tại chỗ, đánh cho hoàng cực tông muốn miệng ăn tiện nghi bỏ chạy. Hiện giờ đã hoàn thành khảo sát bí cảnh, thích hợp nhất với tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng truyền ra với bên ngoài, chỉ cần cảnh nội chữ châu phù hợp điều kiện có thể đi thử thời vận ta lúc ấy đang ở đại thắng quan phụ thân nói tiểu sư thúc ngươi quỷ kế đa đoan làm người gian xảo để cho ta đi theo cùng ngươi miễn bị người khác lừa nói đến cái này vệ dư nhìn lục bắc che miệng cười trộm lúc ấy nghe đánh giá vệ mậu đối với lục bắc trên đầu nhỏ của nàng liền đã tràn đầy dấu hỏi tiểu sư thúc là người thế nào trước khi đến sư phụ bạch cầm đã từng tán thưởng rất nhiều ở trong miệng Bạch Cầm, Lục Bắc là một tiểu sư đệ rất thành thật, biết thân biết phận, thiên tư thông minh, cần mẫn hiếu học, lại càng thêm tôn sư trọng đạo, hữu ái thân bằng, đủ loại mỹ đức. Không chỉ Bạch Cầm, toàn có Lâm Dũ cùng từng Lục Bắc suốt đêm dưới xương sớm cũng có đánh giá, tiểu sư đệ tâm địa thiện lương, chăm chỉ hiếu học, phẩm tính không thể bắt bẻ để cho gã cảm giác xấu hổ sâu sắc. Bởi vì tương phản quá lớn, vệ sư điền hỏi mẫu thân Chu Nhan lấy được đánh giá khác biệt không lớn cùng Bạch Cầm và Lâm Dũ. Ba so với một, vệ dư điền đứng ở bên phía đa số, trái tim vụng trộm vui mừng, tiểu sư thúc sợ là còn không biết. Thân là đại biểu ca của hắn nói xấu sau lưng hắn đâu. Đại biểu ca lời này là có ý gì? Cái gì gọi là quỷ tế đao đa? Cái gì gọi là làm người gian xảo? Ta là lại người này sao? Lục băng lộ vẻ mặt hết sức giận dữ Trước mặt trẻ con Sao lại nói sạch sẽ Toàn những lời nói thật như vậy chứ <laughs> Xà Uyên cười khẽ hai tiếng Đã bắt đúng được chỗ hiểm của hắn Bị lục bắc trợn mắt nhìn cũng không sợ hãi nữa Thản nhiên lắc lư thân hình tư thủy xa trở về phòng Khoanh chân đả tọa tu luyện Đừng để ý tới nào Đầu óc nàng khẳng định hỏng rồi Lục bắc gái đầu về phần đánh giá của phụ thân ngươi cá nhân ta không đưa ra bình luận chỉ có thể nói tiểu sư thúc ngươi không phải loại người như vậy nếu thực là như vậy phụ thân ngươi còn yên tâm giao ngươi cho ta sao? Đúng vậy mẫu thân của ta cũng nói như vậy nhắc tới cũng không sợ ngươi chê cười ta cũng đại biểu uh, ta cũng đại biểu ca từ nhỏ đã đi tiểu chơi bùn cùng nhau y một mực chịu trách nhiệm chơi bùn có thể là bởi vì như vậy có khúc mắc trong lòng với ta lục bắc mở miệng tạo ra một cái tin đồn sau đó cau mày nói nhưng để cho đại biểu ca thất vọng rồi bí cảnh chỉ có thể tu sĩ trúc cơ kỳ ra vào ta không giúp được ngươi không liên quan một ít tu sĩ không phải trúc cơ kỳ cũng có thể tiến vào vệ dư ưỡn bộ ngực nhỏ lên nói tiểu sư thúc đừng sợ nếu gặp phải nguy hiểm ngươi cứ việc chạy ta tới bảo hộ ngươi ai à, đứa nhỏ này chẳng lẽ thiếu mất tầm nhán sao Lục Bắc đau đầu nhìn vệ dư Khó trách đại biểu ca để cho hắn trông coi nàng Vệ dư này nhìn qua cũng không phải rất thông minh lắm thì phải Thả nàng một người tiến vào bí cảnh Sợ là đại biểu ca không tới sang năm Liền có cháu ngoại ôm mất Đồ đệ bạch sư tỷ Khuê nữ chu si tỷ cùng đại biểu ca Song trọng quần sáng trên người Lục Bắc rất khó có thể mặc kệ Suy nghĩ dạo gần đây tạm thời Cũng không có chuyện gì quan trọng Hồng Lăng huyện cách cũng không xa liền đáp ứng cùng vệ dư cùng nhau đi một chuyến trời hừng sáng lục bắc dậy sớm hơn hàng ngày bảo học uyên đẩy vệ dư từ trong chăn ra ngoài sau một phen rửa mặt mang theo vệ dư vừa đi vừa gật cù một đường thẳng đến chân núi nơi đây có một tòa dịch trạm không lớn không nhỏ do thương hội chu gia xây dựng dùng cho giao dịch đinh trúc mỗi tháng có cho thuê xe ngựa tiện lợi cho các tu sĩ cửu trúc sơn tới lui thị trấn phải nói huynh đệ chu gia làm sinh ý như thế nào đây nhỉ? Tiền nhiều cũng kiếm mà tiền lẻ cũng không hề bỏ qua. Lục Bắc sẽ không cưỡi ngựa, cũng không có ý định học. Tu Vi đã tới bão đan cảnh, số lượng pháp thuật có thể học đã gia tăng rất nhiều. Trong đó có một môn cưỡi gió, chờ Hồ Tam từ Kinh Thành trở lại, lục mỗ hẳn về sau cũng có thể vừa bay, vừa hàng yêu phục ma rồi. Hắn thuê một cỗ xe ngựa, lấy lý do là ma luyện tính nhẫn nại, bắt vệ dư đi ra đánh xe. Mình thì ngồi trong xe ngắm phong cảnh. Tiểu sư thúc, nếu ngươi không muốn cưỡi ngựa, ta cưỡi một con cùng ngươi cũng được. Tại sao phải thuê xe ngựa? Lại còn là loại ngựa già này. Vệ dư vén rèm lên, thấy lục bắc vẻ mặt an nhàng hưởng thụ, lập tức phàn nàn. Không phải trường bối đều đau lòng vãn bối sao? Tại sao đến nàng lại biến thành phận nha hoàn rồi hả? Nhìn đường. Lục Bắc nói thẳng, Ta và ngươi cùng cưới một toan ngựa Ta ngồi trước anh ngồi sau Nam nữ khác nhau Chớ nói hương nói vượn Tập trung đánh xe Đừng để đụng vào người qua đường Trước sau không quan trọng Ta thế nào cũng được Vệ dư cong miệng nói Tiểu sư thúc Ngươi xem ta một thân phong phạm hiệp nữ Làm xã phu cũng quá thấp hèn rồi Hơn nữa trên đường núi rừng hoang vắng lại không có người nào không bằng tiểu sư thúc. Ồ, thực sự có người Trước mắt nhìn thấy một thiếu hiệp giang hồ hóa trang thành thanh niên từ Lang Du huyện đi tới. Vệ dư tự xưng là nữ hiệp không khỏi nhìn nhiều vài lần. Thanh niên thiếu hiệp cũng rời tầm mắt qua đây, thấy rõ dung mạo Vệ dư mỹ lệ, hai mắt lập tức tỏa sáng chắp tay chào. Tại hạ thạch cổ cả gan muốn hỏi, cô nương là đang đi đâu vậy? Hồng Lăng huyện. Vệ dư không mặn không nhạt trả lời, sắc đẹp mang đến rắc rối, nàng sớm đã quen thuộc tới những loại tiếp cận như vậy nhưng xuất phát từ lễ độ vẫn là để xe ngựa dừng lại. Gặp gỡ tức là duyên, Thạch Mỗ cũng muốn đi Hồng Đăng huyện, nếu như thuận tiện có thể cùng cô nương đồng hành hay không? Không phải rất thuận tiện, tiểu sư thúc nhà ta phong hàn không tiện ra ngoài, ta còn phải tìm đại phu cho hắn. Thật trùng hợp Thạch mẫu tinh thông y thuật, vừa hay là đại phu mà cô nương muốn tìm, Vệ dư trợn mắt một cái, gặp lục bắc không biết yêu mến ván bối, lại gặp thạch cổ bộ dáng rất đáng ghét, liền để cho gã tiến vào trong xe. Cô nương thạch mỗ có biết lái xe không bằng để cho ta? Nói nhảm nhiều quá, hoặc là đi vào, hoặc là xuống đi. Là một cô nương hung dữ. Thạch cổ lập tức đánh giá, chắp tay biểu thị đắc tội, vén rèm đi vào trong xe ngựa. Trong xe lục bắc lười biếng dựa vào, hai mắt vô thần nhìn phong cảnh bên ngoài, Thái cổ cúi người xuống, dùng tay đặt lên mạch lục bắc, sau một lúc lâu cau mày. Vì sứ thúc này, thứ cho ta nói thẳng, người bệnh này không sớm trị thì sợ không cứu được nữa. Người có thuốc? À, thái cổ chuẩn bị rất nhiều y lý, lý thuyết tri thức y học, lại không nghĩ tới lục bắc trực tiếp nhảy vọt qua khâu chất vấn, nhất thời không kịp phản ứng, hồi lâu sau mới tươi cười lấy ra một bình sứ màu trắng từ trong ngực. Thực không dám giấu, tổ tiên ta làm ngự y trong nội cung, y thuật gia truyền cũng khá vang danh, chuyên trị phong hàn, khắc tà. Ta giống như đã từng nghe qua câu này ở đâu. Lục Bắc cầm binh sứ, được rồi, mà kệ, có thể trị bệnh là được. Dứt lời ực một cái, nuốt dược hoàn vào trong bụng, nhắm mắt là một bộ đã ngủ. Phối hợp như vậy chẳng lẽ có lừa dối? Gã yên lặng chờ nửa canh giờ, xác nhận Lục Bắc hoàn toàn chính xác ngủ rồi, lúc này mới khẽ cong khóe miệng nhìn về phía vệ dư bên ngoài. Một tiểu mỹ nhân trúc cơ kỳ thực sinh đẹp, khởi đầu rất thuận lợi, chờ luyện thành lô đỉnh, đủ để gã chơi 10 năm, cũng không chán. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Tập bao nhiêu nhỉ? Tập số 18 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.